Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, không ai có thể ngờ nhìn hai bàn tay cô thon dài xoắn xuýt vào nhau của cô sơn nữ sắc nước hương trời đó lại là đôi tay đã từng xả xuống 11 nhát dao để đoạt mạng người tình ngay sau khi hai người vừa ân ái. Tại sao một cô gái nhẹ nhàng xinh đẹp lại có thể ra tay dã man như vậy? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Lê Thị Bình sinh năm 1985 là con út trong một gia đình nghèo có 6 anh chị em ở huyện Bắc Quang, Hà Giang. Bố mất sớm, từ nhỏ cô đã phải cùng với mấy anh chị em của mình bám mặt vào những triền núi thấp thành từ sáng cho đến tối để giúp mẹ trồng ngô, tỉa bắp mà cái đói cái nghèo vẫn chúc chắc bám theo năm này qua năm khác. Nhưng bù lại, ông trời ban cho Bình một nhan sắc mà hầu như người đàn ông nào nhìn vào cũng khó cưỡng. Vẻ đẹp khỏe khoắn của người vùng cao. Càng lớn, Bình càng đẹp. Học hết phổ thông, năm 2008, cô khăn gói về Hà Nội học làm đầu. Cô mong muốn sau khi thành nghề sẽ về mở một hiệu tóc nhỏ nơi thị trấn Bắc Quang để kiếm tiền giúp mẹ, giúp gia đình thoát khỏi cảnh tù túng bần hàn. Hiệu làm đầu nơi Bình học nghề nằm sâu trong một con ngõ nhỏ ở quận Cầu Giấy. Kể từ khi có sự xuất hiện của cô, đàn ông nườm nượp kéo đến. Họ gội đầu, cắt tóc thì ít, mà kỳ thực là họ muốn tận mắt ngắm nhìn vẻ đẹp lạ ngoan hiền, trong trẻo của cô sơn nữ thì nhiều. Bao lời ong bướm bủa vây, chốn thị thành ngập tràn cám dỗ, Bình lại là bông hoa núi rừng ngờ nghệch, mỗi chớp mắt là thêm một lần ngơ ngác, ngỡ ngàng trước bao điều mới lạ. Cuối cùng, Bình đã không đứng vững, cô bị gục ngã bởi vẻ hào nhoáng và những lời đường mật của một người đàn ông 30 tuổi quê ở Thái Nguyên. Tin tưởng và trao thân cho người đàn ông ấy, Bình đâu ngờ gã đã có gia đình. Khi biết được sự thật đó, cô như người rơi xuống vực sâu hùn hút, vật vã đớn đau. Quyết tâm rũ bỏ quá khứ, Bình về quê lập nghiệp. Nhưng khi nhận được điện thoại chút bầu tâm sự của người tình rằng gã sống với vợ không hạnh phúc sẽ cưới cô khi đã hoàn tất thủ tục ly hôn, Bình đồng ý nối lại tình xưa. Rồi cái ngày định mệnh cũng đến. Sáng mùng 10 tháng 11 năm 2008, Bình từ Hà Giang về Hà Nội định lấy mỹ phẩm lên bán ở cửa hàng. Gã đã lái xe từ Thái Nguyên xuống đón cô ở bến xe Mỹ Đình. Hai người thuê nhà nghỉ mây mưa. Sau đó, người đàn ông kia lén cầm điện thoại của cô, xóa số của chính mình được lưu trong đấy. Gã muốn bước ra khỏi cuộc đời cô, tinh tươm không dấu vết. Mối tình đầu của cô bị nhạo báng. Người đàn ông mà cô tôn thờ hóa ra chỉ coi cô như một món đồ chơi, công cụ tình dục. Uất nghẹn cùng đường, Bình như một con người khác. Cô điên cuồng dùng con dao gọt hoa quả đâm lia lịa lên thân thể người đàn ông vừa cùng mình hoan lạc cho tới khi gãy cán mới thôi. Gã chết, Bình bị bắt. Ngày bị đưa ra xét xử, tòa tuyên án 18 năm tù. Nhà nghèo không có tiền thuê luật sư. Luật sư bào chữa cho Bình là do tòa chỉ định. Mẹ cô từ Hà Giang xuống, còm cõi và héo úa. Thường còn thắt lòng mà không biết phải làm sao. Bà xin ở tù thay con. Kể từ ngày về thụ án tại phân trại 4, trại giam số 5, Yên Định, Thanh Hóa, Bình nhận được rất nhiều lời động viên, chia sẻ của các cán bộ trại giam cũng như sự cảm thông của các bạn tù. Cô đã bình tâm lại, bớt hoảng loạn, hững hụt, trầm cảm và hay cười đùa trở lại với mọi người xung quanh. Cô đã học được cách chấp nhận số phận mình. Bình bảo cô đang tập đếm ngược thời gian, dù rằng cái án 18 năm là một khoảng mênh mông của chuỗi ngày dài vô định. Nhưng cô biết chỉ có cách giữ lòng yên bình, cải tạo thật tốt, những quyển lịch tháng năm dày cộp mới mau chóng được lật qua, cô mới sớm trở về với mẹ. Nhắc đến mẹ, Bình khóc rất nhiều. Những giọt nước mắt sám hối của cô vừa mới lan khỏi chồng đã bị gió lào táp lại, xẻ thắt. Cô lo sợ, ở nơi núi cao kia, mẹ cô không gắng gượng được để chờ ngày con gái trở về. Sức lực của người đàn bà đầy khổ đau ấy đã gặn chắt từng giọt để nuôi lớn cô, rồi lại phải đau đớn nhìn cô phạm tội. Bà cũng kiệt lắm rồi, lay lắt như ngọn đèn trước gió. Anh chị em cô, mỗi người một hoàn cảnh, đều cơ cực như nhau. Gần một năm nay, Bình không hề có người thân thăm. Biết hoàn cảnh éo le, khốn khó của Bình, các bạn tù cũng quan tâm và giúp đỡ cô rất nhiều. Họ chia sẻ niềm vui, nỗi buồn và cả những món quà nho nhỏ mà họ nhận được qua mỗi lần người nhà thăm nuôi. Ngược lại, Bình cũng xem họ như những người thân ruột thịt trong gia đình. Bình khoe với tôi, xếp thư kéo đến mấy chục lá xếp trong túi đồ cá nhân. Cô viết nhưng không gửi, viết như để trải lòng, để giải tỏa nỗi buồn sâu kín. Hằng ngày, ngoài giờ lao động theo quy định như những phạm nhân khác, cô còn được ban lãnh đạo trại giam sắp xếp làm ở một quán cắt tóc gội đầu nhỏ trong khuôn viên trại.
Khách hàng giờ đây không phải những người mặt hoa da phấn, hào nhoáng xưa kia, mà toàn là những nữ phạm nhân trong phân trại số 4, những người đồng cảnh ngộ với cô. Tuy sống kiếp tù đầy, nhưng phụ nữ thì ở đâu cũng vậy, nhu cầu làm đẹp của họ là không thể thiếu. Dù rằng phải cắt tóc, nối mi, tô son, kẻ mắt không phải để quyến rũ ai, họ vẫn làm để tìm vui, để thấy cuộc đời còn nhiều ý nghĩa. Bình phấn khởi lắm, cô bảo đáng lẽ ra cái nghề mà ngày xưa cô lựa chọn và nguyện nặng mang đeo đằng suốt cuộc đời. Nhưng định mệnh nghiệt ngã đã đẩy đưa vào vòng xoáy số phận của cô trạch sang hướng khác. Giờ vào đây lại được làm đúng sở trường, được làm đẹp cho mọi người, âu cũng là niềm an ủi. Cuối buổi, Bình cười nhỏ nhẹ, nụ cười hiếm hoi trong buổi chiều hanh hao gió cát. Cô bảo tòa tuyên mức án 18 năm tù là đã giúp cô có cơ hội làm lại cuộc đời, có cơ hội để sửa chữa những lỗi lầm, khờ khạo và tội ác đã gây ra. Cô sẽ nâng niu, trân quý cơ hội ấy bằng cách cố gắng phấn đấu cải tạo thật tốt, để đến một ngày nào đó cô được trở về bên người mẹ già đang mỏi mắt chờ con nơi sương mờ, non cao trên Bắc Ải Hà Giang. Suốt đêm 22 tháng 5, không thấy con trai là cháu Nguyễn Văn Hưng, sinh năm 2006 về nhà. Vợ chồng anh Nguyễn Văn Trường, sinh năm 1983, trú tại khu dân cư Bến Tắm, phường Hoàng Tân, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương, lo lắng đứng ngồi không yên. Cả nhà huy động anh em bà con hàng xóm tỏa ra đi tìm cháu Hưng nhưng không có kết quả. Hỏi cô chị Nguyễn Thị Thư có biết em ở đâu không? Thư lắc đầu không biết. Khi trời vừa hửng sáng, anh Trường vội vã lên công an thị xã Chí Linh trình báo về việc cháu Hưng mất tích. Sau khi tiếp nhận thông tin, công an thị xã Chí Linh đã tiến hành điều tra, xác minh rà soát xung quanh khu vực đập Bến Tắm và phát hiện tại khu vực ven đường đi sát mép nước bờ đập có một số tư trang của cháu Hưng. Gần nơi phát hiện một số đồ vật này, cơ quan công an còn phát hiện nhiều vết máu. Ngay lập tức, công an thị xã Chí Linh đã thông tin tới phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội PC45 công an tỉnh Hải Dương. Và sau đó các lực lượng chức năng đã tổ chức mò tìm quanh khu vực lòng hồ đập Bến Tắm vì nghi vấn cháu Hưng đã bị sát hại rồi ném xác xuống hồ. Đến 17 giờ cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện xác một cháu bé trôi qua cửa xả nước số 1 nên đã tiến hành trục vớt. Vợ chồng anh Trường khóc ngất khi xác định đó chính là con trai mình. Loại trừ tất cả các nguyên nhân do mâu thuẫn với bố mẹ mà thủ phạm giết con trả thù hoặc cướp tài sản, cơ quan điều tra tập trung nghi vấn vào Nguyễn Thị Thư, chị gái của cháu Hưng. Gia đình cháu Hưng cho biết, trước thời điểm cháu Hưng mất tích, hai chị em Hưng có dẫn nhau lên bờ đập chơi. Ngay sau đó, Nguyễn Thị Thư được gia đình đưa đến công an thị xã Chí Linh đầu thú, với sự giám hộ của người thân thiếu nữ này. Một điều tra viên kể lại, đấu tranh với Nguyễn Thị Thư có lúc vã mồ hôi vì sự lì lợm của cô ta. Thư khai nhỏ giọt, đến tận 2 ngày thì hồ sơ mới được gọi là tương đối đầy đủ. Vì Thư vẫn là một đứa trẻ nên các chú công an phải dùng những lời lẽ dịu dàng như trò chuyện với con gái mình thì mới có thể lấy được lời khai của sát thủ đang ở độ tuổi khủng hoảng thiếu nữ này. Nguyên nhân dẫn tới hành động bột phát, dại dột của Thư không thể đơn giản hơn. Thư và Hưng là chị em cùng cha khác mẹ, ở cùng nhà ngay tại khu vực đập Bến Tắm. Trong cuộc sống thường ngày giữa hai chị em thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Tuy nhiên đó chỉ là những chành chọe trẻ con, xong lại đâu vào đấy, chứ không có gì nặng nề khiến cô chị phải đem lòng thù hận mà sát hại em trai. Khoảng 19 giờ ngày 22 tháng 5, sau khi xem TV, chị em Thư rủ nhau lên đập Bến Tắm chơi, cách nhà khoảng 50m. Quá trình chơi ở đây giữa Thư và em trai xảy ra mâu thuẫn, khiến hai chị em đánh nhau. Vì lớn hơn, Thư đẩy em trai mình ngã từ trên đường xuống sát mép nước, đường bờ đập. Thấy em ngã, Thư đi xuống chỗ Hưng để xem em trai có bị làm sao không. Thì cậu em nhặt viên đá gần đó, đập vào tay chị gái chảy máu rồi bỏ chạy. Thư túm áo em lại khiến Hưng bị ngã. Bực tức vì bị em đánh chảy máu tay, Thư đè lên người em trai rồi dùng viên đá đập liên tiếp vào đầu cậu bé. Cho đến khi biết cháu Hưng tử vong, Thư đẩy xác em trai xuống hồ nước để phi tang, sau đó bỏ về nhà ngủ. Khác với cảnh dì ghẻ con chồng ở đa số các gia đình khiếm khuyết, Nguyễn Thị Thư lại nhận được tình cảm yêu thương của người mẹ kế. Không hiểu vì lý do gì, mẹ Thư bỏ đi khi cô bé mới được 1 tuổi, còn chưa biết nói. Đến năm con gái được 4 năm tuổi thì anh Trường gặp chị A và hai người về ở với nhau, sinh ra cháu Hưng. Tính đến nay đã chục năm nuôi con chồng,
nhưng giữa chị A và Thư chưa khi nào xảy ra mâu thuẫn. Trái lại, hai mẹ con thường trò chuyện rất vui vẻ. Bao nhiêu bí mật tuổi mới lớn, Thư kể hết với mẹ. Quần áo Thư mặc trên người cũng đều do chị A chọn mua và định hướng cho cô con riêng của chồng cách ăn mặc. Thậm chí Thư còn thân thiết gần gũi mẹ kế hơn là với người bố đẻ của mình. Hàng xóm cho biết họ không bao giờ thấy hai mẹ con to tiếng, càng không thấy cảnh mẹ ghẻ hắt hủi con chồng. Anh Trường làm nghề thợ xây, còn chị A ở nhà nội trợ. Cuộc sống không khá giả nhưng cũng tương đối yên ổn so với mặt bằng chung ở vùng quê này. Khi vụ án xảy ra, có người ác khẩu cho rằng do bị mẹ kế phân biệt đối xử, yêu quý con đẻ hơn con chồng nên Thư nảy sinh thù hận, dẫn tới việc sát hại em trai để trả thù. Đó là thông tin không chính xác, đơn giản chỉ là mâu thuẫn bột phát của thiếu nữ đang tuổi mới lớn với cậu em trai được nhận xét là tương đối đành hanh mà thôi. Và cũng theo thông tin chúng tôi nhận được, dù rất đau buồn trước cái chết của cậu con trai, nhưng chị A, mẹ của cháu Hưng đã viết đơn xin cơ quan điều tra giảm nhẹ tội cho Nguyễn Thị Thư. Đó là một việc làm cực kỳ nhân văn mà không phải người mẹ kế nào cũng làm được. Cũng sau khi vụ án xảy ra, có thông tin cho rằng vì lo sợ em trai sẽ mách với bố mẹ việc mình ăn trộm tiền, nên Thư mới rủ em trai lên đập chơi rồi sát hại để bịt đầu mối. Nhưng qua điều tra của cơ quan công an, đó không phải là nguyên nhân. Thực tế là cách đây vài năm có lần Thư bị phát hiện lấy trộm tiền, nhưng đó là chuyện quá khứ. Và thời điểm này thiếu nữ đã đi làm công nhân may, thu nhập mỗi tháng 2,5 đến 3 triệu đồng và đều mang về đưa hết cho mẹ trang trải chi tiêu sinh hoạt trong gia đình. Chưa khi nào tôi thấy trò chuyện với một trẻ vị thành niên phạm tội lại khó khăn như với Nguyễn Thị Thư. Cô bé có dáng người rong ròng cao, gương mặt dễ nhìn, tóc tai cũng không nhuộm xanh nhuộm đỏ, móng tay móng chân cũng giữ màu nguyên bản, không giống như mốt thường thấy ở đa số những thiếu nữ đang tuổi lớn. Hóa ra lại không lành như vẻ bề ngoài vốn có. Nếu như không biết Thư vừa gây ra một vụ án đau lòng, thì ai dám tin gương mặt còn rất non tơ kia lại là gương mặt của một đứa trẻ tội lỗi. Không biết có phải vì đang tuổi mới lớn, tâm sinh lý chưa ổn định nên nói chuyện với cô ta thật khó. Chỉ cần hỏi hơi khó một chút, ngay lập tức Thư cúi gằm mặt, mềm rắn kiểu gì cũng không mở miệng. Nhưng dù có thế nào thì Thư vẫn chỉ là một đứa trẻ và phải chịu trách nhiệm hình sự. Thư học hết lớp mấy? 8. Cháu đừng nói cộc lốc như vậy, là con gái phải ăn nói dịu dàng dễ nghe chứ. Lớp 8. Sao lại bỏ học sớm thế? Sau khi nghỉ học thì cháu làm gì? May. Công ty may có cách nhà cháu không? Đi lại có vất vả không? Bình thường. Ở nhà Thư hay nói chuyện với ai hơn, bố hay mẹ? Bình thường. Bình thường là như thế nào? Cô đang hỏi cháu hay trò chuyện với ai trong nhà cơ mà. Mẹ. Bố thì sao? Bình thường. Bộ quần áo cháu đang mặc là ai mua cho? Mẹ. Thư này, cháu ngẩng mặt lên nói chuyện với cô nào. Mỗi tháng thì lương tháng của cháu được bao nhiêu? 3 triệu. Cháu giữ chi tiêu cá nhân hay đưa cho mẹ? Đưa mẹ. Mẹ kế có yêu quý cháu không? Bình thường. Có bao giờ mắng hay đánh không? Không. Cháu đang nghĩ gì thế? Im lặng. Mấy hôm nay ở trong này Thư ăn uống thế nào? Bình thường. Cháu có thương em trai không? Có thấy hối hận việc mình làm không? Im lặng. Cháu có muốn nhắn gì về gia đình hay người bạn thân thiết của mình không? Không. Cuộc hội thoại kết thúc, tôi cứ tự hỏi phải chăng từ trong sâu thẳm tâm hồn của đứa trẻ ấy luôn thấy mình khiếm khuyết khi không nhận được tình yêu thương từ người mẹ đẻ, nên mọi hành động suy nghĩ và cả lối sống của cô bé này có điều gì đó bất thường, giống như kết cục thường thấy ở những đứa trẻ không nhận được đầy đủ tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ. Và trước những trường hợp như thế này, tôi lại muốn đổ lỗi cho câu chuyện số phận. Đến đây thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.